Thưa quý vị khán giả, từ năm 2000, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO lựa chọn lấy ngày 26 tháng 4 hàng năm là ngày Sở hữu trí tuệ thế giới IP Day nhằm tri ân tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó, ngày Sở hữu trí tuệ thế giới trở thành ngày mà mọi người trên thế giới cùng nhau tìm hiểu và cổ vũ cho những đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển chung của các quốc gia và vì những đổi mới sáng tạo và cuộc sống của con người. Mỗi năm sẽ có một thông điệp hoặc chủ đề được WIPO đưa ra chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 là đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh. Đặt đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Và hôm nay, đúng Ngày Sở hữu trí tuệ năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh. Và đến tham gia vào buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Đặng Kim Triết, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Vâng, và trước tiên xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình, cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia vào buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Vâng, và thưa các vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, trước khi chúng ta bước vào nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay, thì Thu Huế xin mời quý vị khán giả cùng đến với một phóng sự ngắn sau đây để cùng tìm hiểu về ý nghĩa về chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay. Chủ đề cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Bởi những lựa chọn chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định hình cho tương lai của chúng ta mai sau. Trái đất là mái nhà chung của nhân loại. Chúng ta cần quan tâm đến trái đất. Chiến dịch cũng tôn vinh nhiều nhà sáng chế và sáng tạo truyền cảm hứng trên khắp thế giới đang đánh cược vào một tương lai xanh. Vấn đề cả thế giới đang quan tâm hiện nay đó chính là việc làm thế nào để các hệ thống sở hữu trí tuệ cân bằng và mạnh mẽ có thể thúc đẩy sự xuất hiện của một nền kinh tế xanh. Làm sao để xây dựng hệ thống bảo hộ bằng độc quyền sáng chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường. Hiện nay, Việt Nam đang cùng với thế giới không ngừng nỗ lực khuyến khích việc hình thành và phát triển của các doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc bền vững về môi trường, cho phép họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường đa dạng hơn. Cam kết của chúng ta, những lựa chọn mà chúng ta thực hiện mỗi ngày, những chính sách và luật pháp chúng ta thiết lập sẽ quyết định tương lai của chúng ta xanh như thế nào. Với tư duy đổi mới sáng tạo cùng chiến lược sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững là trong tầm tay. Vâng, như đã nói thì chiến dịch cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đặt mới sự sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Hoàng, bà có thể chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay được không ạ? Kính thưa quý khán giả và các bạn xem đài, thì như hồi nãy chị Thu Huế cũng đã giới thiệu vào đầu chương trình, thì Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4 hàng năm nhằm để tri ân cũng như là tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời để nâng cao nhận thức vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc phát triển kinh tế xã hội. Thì với chủ đề đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh, thì Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay thì nhằm đưa ra thông điệp như nãy giờ chúng ta cũng đã xem cái đoạn video clip ngắn, đó là những gì chúng ta lựa chọn đưa ra hôm nay thì sẽ là định hình tương lai của chúng ta mai sau. Trái đất là nhà của chúng ta, chúng ta cũng phải quan tâm đến trái đất nhiều hơn nữa. Thì nếu chúng ta nhìn nhận lại những thông điệp mà Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đưa ra hàng năm trong suốt 20 năm qua, thì có thể thấy rằng là Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cũng đã kiên định mục tiêu đó là nhằm để thúc đẩy đổi mới hoạt động sáng tạo cũng như là nâng cao cái nhận thức của vai trò sở hữu trí tuệ. Và tương lai xanh thì theo tôi hiểu thì đó là một cái tương lai phát triển văn minh và bền vững.
Thì theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới á, thì con người chúng ta là có trí tuệ nè, họ có sự khéo léo và có những sự sáng tạo. Đồng thời chúng ta còn có những cái sáng tạo tập thể để chúng ta tạo ra được những cái mới nè, những cái hiệu quả để làm sao chúng ta định hình cho tương lai xanh của chúng ta. Và mục đích của chúng ta cuối cùng thì là quay lại để là chúng ta phục vụ cho con người. Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh thì Tổ chức Sở hữu Trí tuệ cũng mong muốn rằng là năm 2020 thì sẽ là cam kết là những cái sáng tạo sẽ vì cái tương lai xanh, những cái sáng tạo sẽ nhằm là phục vụ vào cái môi trường và thân thiện, và làm thế nào là những cái sáng tạo của chúng ta là phục vụ cho cái biến đổi khí hậu hiện đang xảy ra. Vâng, rõ ràng là vai trò của đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ trong việc mở ra một con đường dẫn đến một tương lai xanh đang là điều mà rất là đáng được quan tâm hiện nay. Vậy thì bà có thể cho biết thêm là hiện nay tỉnh đã có những cái giải pháp gì để đẩy mạnh khuyến khích phát triển trong hoạt động sáng tạo và đổi mới sáng tạo, nhất là đối với các doanh nghiệp không ạ? Để khuyến khích những cái hoạt động sáng tạo cũng như là đẩy mạnh các cái hoạt động sáng tạo thì trong thời gian qua thì tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động để khuyến khích cái hoạt động này. Thứ nhất là tỉnh cũng đã tạo cái sân chơi cho cái hoạt động sáng tạo cho mọi cái tầng lớp nhân dân thông qua tổ chức các phong trào hội thi như là hội thi sáng tạo kỹ thuật, chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, rồi cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và đặc biệt là năm 2020 thì tỉnh đồng ý chủ trương để tổ chức là hội thi nông dân giỏi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tôn vinh cả về vật chất lẫn tinh thần. Thông qua là năm 2019 thì Hội đồng Nhân dân cũng đã ban hành nghị quyết về mức chi cho hoạt động sáng kiến sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thì thông qua nghị quyết này thì một số cái mức chi về cái giải thưởng thì cũng được tăng lên. Và để động viên tinh thần thì Ngày hội Khoa học Công nghệ hàng năm được tổ chức để tôn vinh cũng như là tuyên truyền và giới thiệu những cái gương sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó thì để đồng hành cùng doanh nghiệp thì tỉnh cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thì từ năm 2016 đến nay thì đã hỗ trợ được 131 đơn vị, chủ yếu là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và qua cái chương trình này thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã tiếp cận được cái hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tiếp tục là tuyên truyền cũng như là vận động nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của mình. Vâng, và có thể nói rằng là những cái giải pháp mà bà Nguyễn Thị Hoàng vừa đưa ra thực sự là rất cần thiết trong việc nâng cao chất lượng của các hoạt động đổi mới sáng tạo. Vậy thì còn đối với Lạc Hồng, thưa tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, thì ông có thể chia sẻ một vài giải pháp mà trường đã và đang xây dựng đối với vấn đề này được không ạ? Vâng, thì trong thời gian qua thì Đại học Lạc Hồng cũng luôn luôn đổi mới sáng tạo. Có rất nhiều các cái hoạt động và có thể kể đến một số các cái điểm nổi bật trong các cái hoạt động này. Thứ nhất đó là có một cái sự chỉ đạo xuyên suốt, giống như bên chỗ chị Hoàng có nói, thì Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai có rất nhiều các cái chương trình thiết thực để cho các cái cán bộ giảng viên của trường Đại học Lạc Hồng nói riêng và của người dân Đồng Nai nói chung là tham gia trong các cái hoạt động đổi mới sáng tạo này. Thì thông qua những cái hoạt động đổi mới sáng tạo như vậy, nó kích thích tinh thần của giáo viên, của cụ thể là ở trường Đại học Lạc Hồng, và kích thích tinh thần sinh viên để tham gia tích cực hơn nữa. Và bên cạnh đó thì ở nội bộ của trường Đại học Lạc Hồng
từ ban giám hiệu xuống đến tới các cái giảng viên, tới sinh viên thì lúc nào cũng có một cái tinh thần là đổi mới sáng tạo. Chúng tôi phải xây dựng hẳn một cái văn hóa đổi mới sáng tạo ở trong trường Đại học Lạc Hồng, nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên lúc nào cũng phải đặt câu hỏi ra, làm công việc đó để làm gì, có cái sự cải tiến gì trong cái công việc đó hay không, và khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề gì. Tất cả lúc nào cũng đặt câu hỏi, thông qua cái câu hỏi như vậy thì giúp cho cái người thực hiện cái công việc đó luôn luôn nảy sinh những ý tưởng, ý sáng tạo, để từ những cái ý tưởng nhỏ như vậy chúng ta sẽ xây dựng thành một trong những cái hệ thống và những cái ý tưởng lớn hơn. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng phải đầu tư rất mạnh cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo này. Ví dụ như mỗi một ngành của trường Đại học Lạc Hồng thì đều có một cái sân chơi sáng tạo giúp cho các bạn sinh viên có thể tham gia và thỏa sức đam mê sáng tạo ở trong đó. Có thể kể đến ví dụ như về Robocon, về xe tiết kiệm nhiên liệu, về cuộc thi Coma Tyson, về khởi nghiệp, vân vân, rất nhiều các cái cuộc thi. Ví dụ như nói cụ thể về cuộc thi Robocon chẳng hạn, thì sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng cũng đã 9 năm vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam, đại diện cho Việt Nam để đi thi quốc tế. Thì đó chính là 9 cái thế hệ sinh viên ra trường. Và các em sinh viên này có một cái niềm đam mê rất là đặc biệt. Ví dụ như các em khi mà nhà trường phỏng vấn là tại sao các em chọn trường Đại học Lạc Hồng, thì các bạn chọn nói rằng là các bạn vào trường Đại học Lạc Hồng vì có một cái sân chơi sáng tạo giúp cho các bạn thỏa sức đam mê sáng tạo, và các bạn có thể là ăn ngủ ở trên cái sân chơi đó luôn. Hoặc là về xe tiết kiệm nhiên liệu chẳng hạn, thì cũng đã 5 năm vô địch cuộc thi châu Á Thái Bình Dương và rất nhiều các cái cuộc thi khác. Mỗi một chuyên ngành đều có một cái sân chơi sáng tạo giúp cho các bạn thỏa sức đam mê. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng phải có một cái đội ngũ, tức là chúng ta đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị rất nhiều, nhưng mà nếu như không có con người để khai thác vận hành đó thì chắc chắn cũng không thể nào mà có thể là đổi mới sáng tạo tốt được. Và thông qua cái chương trình hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai thì trường Đại học Lạc Hồng cũng đã cử được rất nhiều người để học tập nâng cao trình độ ở trong nước cũng như ngoài nước, đã giúp cho cái việc mà đổi mới sáng tạo của nhà trường càng mạnh mẽ hơn. Và cái đội ngũ sinh viên của trường khi mà ra trường thì làm việc cho các doanh nghiệp, đó cũng chính là một cái cầu nối rất tốt giữa nhà trường và doanh nghiệp để giúp cho cái việc đổi mới sáng tạo của nhà trường được áp dụng vào trong doanh nghiệp, và những cái nhu cầu của doanh nghiệp được nhà trường giải quyết, đôi bên cùng phối hợp, nó tạo thành một cái vòng xoáy phát triển rất là mạnh. Sinh viên tốt nghiệp thì ra trường phục vụ cho doanh nghiệp, và khi mà phục vụ doanh nghiệp thì từ doanh nghiệp có thể là cung cấp lại cho nhà trường học bổng, các cái đề tài có thể là chuyển giao công nghệ hoặc là những cái ý tưởng sáng tạo, hai bên cùng phối hợp nhau để thực hiện rất là tốt cái vấn đề này. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng tận dụng rất là tốt, nó tận dụng rất tốt, nhưng mà thực ra thì đó là tiếp thu rất là tốt những cái hỗ trợ từ các cái sở ban ngành, cụ thể là Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai. Trong thời gian qua thì thông qua các cái phong trào hội thi đã giúp cho tập thể giáo viên nhà trường ghi nhận được rất nhiều các cái ý kiến đóng góp tốt từ các cái chuyên gia của Sở Khoa học Công nghệ. Các cái cuộc thi này thông thường là đi theo từng cấp bậc, ví dụ như từ cấp khoa, cấp bộ môn, cấp khoa, lên cấp trường, rồi lên cấp tỉnh, lên cấp quốc gia và cấp quốc tế, thì có một cái sự liên thông xuyên suốt như vậy, và thông qua mỗi một cấp như vậy sẽ có những cái chuyên gia để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, đã tạo cho cái phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của trường Đại học Lạc Hồng đã đạt được cái thành công rất lớn, và thông qua là rất nhiều giải thưởng đã đạt được. Vâng, và qua trao đổi của bà Nguyễn Thị Hoàng cũng như là của tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh thì tôi thấy cũng như quý vị khán giả có thể hình dung ra được những cái nỗ lực của các địa phương đơn vị trong các hoạt động sáng tạo và đổi mới sáng tạo. Vậy thì tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thì không biết là công tác này đã được chú trọng thực hiện như thế nào, thưa tiến sĩ Đặng Kim Triết ạ? Vâng, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là một trường công nghệ, và ngay từ khi thành lập thì nhà trường đã có cái hướng là đưa sinh viên và giảng viên vào các hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Và ngay từ những năm đầu thì nhà trường đã có những chính sách rất là linh động để ủng hộ cho sự phát minh sáng tạo cho giảng viên và sinh viên. Nhà trường đã xây dựng một cái quy chế nghiên cứu, quy chế hoạt động khoa học công nghệ là rõ ràng, minh bạch,
hàng năm công bố thường xuyên cho giảng viên, sinh viên và cán bộ công viên trong trường để cán bộ công viên vận dụng. Chính vì thế mà trong mấy năm vừa qua là cái hoạt động sáng tạo của trường học công nghệ Đồng Nai là rất phát triển. Chỉ trong 2 năm gần đây thôi mà nhà trường đã có hàng 200 cái bài báo khoa học đăng trong các tạp chí uy tín của trong nước và ngoài nước. Đặc biệt là có đến 30 bài báo, trên 30 bài báo là có chỉ số IGI là một trong chỉ số mà lớn của nghiên cứu khoa học trong hiện nay. Thế thì ngoài ra thì có đến trong 2 năm gần đây thì có đến gần 400 cái đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho các nghiên cứu khoa học cho nhà trường, phục vụ cho giảng dạy, phục vụ cho học tập của sinh viên, học tập sinh viên. Thì cũng tham gia rất nhiều các cuộc thi của cấp tỉnh, cấp nhà nước và cấp quốc tế. Thì nhà trường cũng đã đạt được một cái giải nhất của cấp quốc gia và một cái giải bạc của cái hội thi dầu gạo quốc tế tại Hà Nội, và đã được là một tiếng vang rất lớn cho cái hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường. Thế và nhà trường cũng đã có rất nhiều những cái đề tài mà chuyển giao công nghệ, và đặc biệt là tham gia các cuộc thi của Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai tổ chức. Thì trong năm 2019 thì nhà trường có đến đạt được đến trên 20 cái giải thưởng như vậy. Đây là những cái thành tích rất là nổi bật của trường trong vài năm vừa qua. Và đặc biệt là nhà trường đầu tư cho cái hoạt động sáng tạo của học sinh và sinh viên bằng cách là xây dựng hẳn một trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp tại trường. Và cái trung tâm sáng tạo khởi nghiệp tại trường thì là một sân chơi cho giảng viên và sinh viên, mới thành lập năm 2018. Và nhà trường đã đầu tư trên 3 tỷ và cũng cung cấp cho cái trung tâm ấy một cái vốn lưu động là 3 tỷ để hoạt động cho cái hoạt động này. Và trong 2 năm vừa qua thôi, đã đây là một cái sân chơi cho giảng viên và sinh viên để tham gia, có thể là tham gia vào xây dựng hẳn một công ty ở trong trường. Với nhà trường hỗ trợ để cho công ty phát triển, và vừa để cho thực tập cho sinh viên, cũng vừa để cho thực tập cho các giảng viên để có thể hoạt động sáng tạo khởi nghiệp ở ngay trong trường. Và nhà trường đã có 4 cái sản phẩm mà có khả năng đã chuyển giao công nghệ cho các công ty được rồi. Và đặc biệt là trong cái mùa Covid vừa rồi, nhà trường đã sản xuất thành công với nước rửa tay và các cái kem rửa tay sát khuẩn, và đã được một công ty là xin chuyển giao công nghệ, và chúng tôi đã ký kết thành công cái hợp đồng chuyển giao công nghệ này cho công ty đó. Còn để cho hoạt động sáng tạo, đổi mới sáng tạo được phát triển, thì nhà trường có cái tư duy là cần phải đưa công nghệ mới vào trong trường, và cần phải đưa thế giới vào trong trường. Chính vì thế mà nhà trường chúng tôi cách đây 2 năm đã tổ chức sắm sửa trang thiết bị, đầu tư vật tư cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin và sắm các phần mềm, đồng thời đào tạo giảng viên và hướng dẫn sinh viên và học tập các phần mềm trên cơ sở online. Và chính vì thế cái sự thành công như vậy cho nên trong đợt dịch vừa rồi là chúng tôi không bị ảnh hưởng mấy, hầu hết không bị ảnh hưởng, và chúng tôi đã đi làm trực tiếp là từ sau Tết. Tuy sinh viên không đến trường nhưng mà hoạt động đào tạo của chúng tôi vẫn không ngừng lại, và chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ hoàn thành đúng như là thời không có dịch. Đây là một kết quả rất đáng mừng của nhà trường. Và hiện nay cũng để cho sinh viên được thụ hưởng những cái sáng tạo mới, cho nên là nhà trường đã thành lập 9 cái phòng 9 phòng thí nghiệm 3D để cho sinh viên được tiếp xúc với lại cái công nghệ mới của thế giới. Đồng thời cái chương trình đào tạo online của nhà trường cũng tạo cơ hội cho sinh viên được giao lưu với các giáo sư của thế giới và giao lưu với những giáo sư của những trường lớn ở Việt Nam. À, chính vì thế mà nhà trường đang phát triển mạnh mẽ cái khối hoạt động sáng tạo trong nhà trường. Và nhân đây tôi cũng muốn rất cảm ơn cái Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, nào cái nơi mà luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi để phát triển cho khoa học công nghệ.
sở đã tổ chức nhiều cái cuộc thi tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên trong trường chúng tôi tham gia. Sở đã tổ chức nhiều những cái hội thảo, các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn, hầu hết đều tổ chức ở sở chúng tôi đã được tham gia. Và đặc biệt sở còn cử hẳn cán bộ xuống trường để cùng cộng tác với trường. Đây là một cái thành tựu rất lớn mà chúng tôi cũng nhân đây cũng muốn cảm ơn Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai đã ủng hộ cho nhà trường phát triển trong hoạt động khoa học sáng tạo trong mấy năm qua. Xin cảm ơn. Vâng, và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Đặng Kim Triết ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một vấn đề cũng rất đáng được quan tâm khác, đó là vấn đề về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng đến với phóng sự ngắn sau đây. Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học về công nghệ. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu lại chưa được quan tâm một cách đúng mức. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai quản lý sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp, trường đại học, các viện nghiên cứu còn gặp nhiều bất cập. Nhận thức về sở hữu trí tuệ chưa cao, số lượng sáng chế đăng ký và được cấp bằng vẫn còn ít. Ngoài các sản phẩm, nguyên mẫu chế thử, thiết bị là các tài sản hữu hình được xử lý theo quy định. Các kết quả nghiên cứu của một đề tài hoặc một dự án còn có các thông tin mới có giá trị sử dụng, khai thác nhất định trong các hoạt động kinh tế xã hội, được gọi là các tài sản trí tuệ của đề tài. Các tài sản trí tuệ này cần phải được ghi nhận và xác lập quyền sở hữu trí tuệ một cách kịp thời và đầy đủ, như một dòng hàng đối lưu với dòng tiền đầu tư và hoạt động nghiên cứu phát triển. Làm thế nào để nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học? Theo chia sẻ của luật sư, để giải quyết việc nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học, cần có sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học trong các đề tài nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, bản thân các nhà khoa học cũng cần tìm hiểu về các thủ tục, quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của mình. Ngoài ra, cần thành lập các bộ phận, đơn vị chuyên trách để tư vấn, hỗ trợ các nhà khoa học trong quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đây cũng chính là những vấn đề đang được đặt ra hiện nay. Vâng, và câu chuyện về bảo vệ cũng như là bảo hộ tài sản trí tuệ luôn là vấn đề thật nóng bỏng đối với các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, hiện Trường Lạc Hồng đã có những cái giải pháp như thế nào để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ của thầy cô cũng như là của sinh viên ạ? Thì bên Trường Đại học Lạc Hồng có Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng. Trung tâm này sẽ phụ trách cái công việc này của toàn trường. Tất cả những cái đề tài sáng kiến thì đều được đăng ký cái đều được tư vấn để hướng dẫn để đăng ký cái sở hữu trí tuệ. Và cũng bản thân tôi thì cũng có một cái giải pháp hữu ích đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cái bằng gọi là bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong năm 2020 vừa rồi. Thì cái này thì ban đầu thì bản thân tôi thì cũng không có hiểu rõ hết được tất cả các cái quy trình, các cái thủ tục, cái cách đăng ký thực hiện như thế nào. Nhưng mà nhờ có cái sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, từ khâu hướng dẫn thủ tục đăng ký, viết hồ sơ, đến cả hỗ trợ luôn cả cái kinh phí để đăng ký thực hiện cái này. Thì trong thời gian vừa qua thì rất may là tôi cũng đã được một cái bằng độc quyền về giải pháp hữu ích. Ở Trường Đại học Lạc Hồng thì có hẳn một cái bộ phận để chuyên tư vấn, từ rút ra từ những kinh nghiệm của bản thân thì trong trường thì có thành lập hẳn một cái bộ phận để chuyên tư vấn về sở hữu trí tuệ, làm một cái cầu nối kết hợp với lại Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai để đăng ký các cái đề tài, và chúng tôi cử người để đi học cách là viết cái đề tài, viết cái sở hữu trí tuệ như thế nào để từ đó nó có thể là từng bước một để có thể là độc lập trong cái khâu này. Và giúp đỡ cho toàn bộ các cái giảng viên của nhà trường để có thể thực hiện đăng ký cái sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó có một cái để tạo động lực cho quý thầy cô, giúp quý thầy cô có thể là đăng ký được cái sở hữu trí tuệ, bằng cách là nếu như một cái đề tài mà đăng ký thành công cái sở hữu trí tuệ, ngoài cái chuyện là nhà trường và Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai cấp toàn bộ cái kinh phí hỗ trợ đăng ký, thì nhà trường còn có cái mức khen thưởng rất là lớn dành cho những cái đề tài này. Ví dụ như một cái bài báo khoa học thì nhà trường hiện tại đang khen thưởng là 180 triệu cho một cái bài báo. Còn đối với cái bằng độc quyền sáng chế thì là 50 triệu.
và cái bằng độc quyền về về giải pháp hữu ích là 25 triệu nhằm động viên khuyến khích tinh thần của giáo viên và sinh viên cùng nhau tham gia sáng tạo và đồng thời cùng nhau để bảo vệ cái quyền sáng tạo của quý thầy cô và các em học sinh, các em sinh viên. Vâng, và vừa rồi là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh về những giải pháp dành cho trường Đại học Lạc Hồng. Vậy thì còn tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thì cũng không biết là vấn đề này đã được giải quyết như thế nào rồi ạ? Thưa tiến sĩ Đặng Kim Triết ạ. Đối với việc mà bảo vệ các sản phẩm trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thì ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã thành lập một cái ban quản lý sở hữu trí tuệ và bảo vệ cái sở hữu trí tuệ của nhà trường. Cái ban này trực thuộc ban giám hiệu, không trực thuộc, trực thuộc trực tiếp ban giám hiệu. Và cái ban này là thường xuyên tuyên truyền, động viên cán bộ, công nhân viên và năm nào cũng tổ chức học tập cái việc bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ ở ngay trong trường và vận động ngay trong sinh viên không được lạm quyền, không được sử dụng những cái gì mà không được phép. Chính vì thế mà nhà trường đã thành lập một cái phòng thư viện online và mua bản quyền để cho sinh viên tự truy cập, chứ không để sinh viên tự truy cập bên ngoài. Thế và cái ban quản lý này thường xuyên kiểm tra tất cả các sản phẩm sở hữu của trí tuệ của trường xem là có vi phạm hay không, và kiểm tra cả đến gì luận án, khóa luận tốt nghiệp của học viên cao học và của sinh viên, của những sinh viên mà làm khóa luận tốt nghiệp. Cho nên cái việc quản lý sở hữu trí tuệ này là vô cùng quan trọng. Nhà trường đã xác nhận được đây là vô cùng quan trọng. Và đặc biệt là trường cũng thường xuyên liên hệ với đại sở khoa học công nghệ Đồng Nai, tổ chức nhiều những cái cuộc hội thảo, tổ chức nhiều những seminar hoặc là học tập những cái chương trình bảo vệ sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ kết hợp với đại sở khoa học công nghệ Đồng Nai tổ chức, thì nhà trường đều tham gia đầy đủ, cử cán bộ đi học tập chuyên môn đầy đủ. Và một điều đặc biệt là đánh giá cái quyền sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng, cho nên là trong tháng 6 này, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai kết hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, với Viện Khoa học Xã hội Tây Nguyên và với lại Cục Công tác Việt Nam của Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức hẳn một cái hội thảo cấp quốc gia về quyền sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đây là một cái hội thảo lớn và cũng rất mong là những cá nhân, những cơ quan, những tập thể và nhất là các trường đại học tham gia viết bài và cổ vũ cho cái quyền sở hữu trí tuệ của nhà trường. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Và trong phạm vi toàn tỉnh thì thưa bà Nguyễn Thị Hoàng, vấn đề đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp sẽ được triển khai như thế nào trong năm nay ạ? Như nãy giờ chúng ta cũng nghe tại hai trường đại học thì cũng đã có nhiều cái giải pháp để làm thế nào mà bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ tại trong trường. Thì đối với cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì năm theo cái số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký năm 2018 và năm 2019 thì tỉnh Đồng Nai của chúng ta thì rơi vào top thứ 5 trong 63 tỉnh thành là có số đơn đăng ký cũng như là số văn bằng được cấp là cao nhất. Trung bình thì mỗi một năm như vậy thì có khoảng là 700 đơn đăng ký và khoảng 400 cái văn bằng bảo hộ được cấp. Thì theo luật định thì cái việc đăng ký để mà bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì nó không có bắt buộc mà nó là tự nguyện từ phía các tổ chức cũng như là cá nhân để mà đăng ký. Thì do đó là cái trách nhiệm của Sở Khoa học Công nghệ là chúng tôi làm thế nào để chúng tôi nâng cao cái nhận thức cũng như là cái phải mà đăng ký để được bảo hộ, để được pháp luật bảo hộ của các tổ chức cũng như là cá nhân. Giống như thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các trường cũng như là các doanh nghiệp cũng như là các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để chúng tôi tư vấn, hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cơ sở để mà đăng ký bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình.
Thì năm 2020 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các trường đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm nay thì chúng tôi sẽ hướng tới cái việc là cùng với lại các trường đại học để mà chúng ta làm thế nào chúng ta khai thác được cái cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp để giúp cho các trường đại học trong có nhiều cái thông tin trong cái việc nghiên cứu, giống như chỗ trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thì chỗ thầy Khiết cũng đã có nêu lên là trường có mua một số cái cơ sở dữ liệu bản quyền. Tuy nhiên thì trên cái nguồn cơ sở dữ liệu về cái sở hữu thông tin sở hữu công nghiệp thì nó có những cái nguồn mở, chúng ta chỉ cần vào đó truy cập và chúng ta khai thác. Do đó thì năm 2020 thì sở chúng tôi sẽ đặc biệt là sẽ cùng với lại các trường đại học để mà khai thác cái thông tin sở hữu công nghiệp này. Và một cái vấn đề nữa thì nếu như là có những cái khó khăn hoặc là cần cái tư vấn gì đó thì các đơn vị cũng có thể liên hệ với sở và sở chúng tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp như trước đây cũng đã từng làm với các trường đại học cũng như là các huyện, thành phố. Chúng tôi đến trực tiếp để chúng tôi tư vấn và hướng dẫn để làm thế nào chúng ta đăng ký xác lập được quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Vâng, vậy thì nhân buổi tọa đàm ngày hôm nay thì không biết là bà Hoàng có những cái lời gì, lời khuyên như thế nào gửi đến các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nhân mà vừa khởi nghiệp liên quan đến vấn đề này hay không ạ? Nhân ngày sở hữu trí tuệ 26 tháng 4 năm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ đến các nhà sáng tạo, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta hãy dành cái thời gian để quan tâm, tìm hiểu về cái lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thì điều này sẽ giúp cho là các anh chị có được những cái kiến thức, thông tin cũng như là chúng ta sẽ định hướng để chúng ta xây dựng được cái khối tài sản vô hình của ở đơn vị của mình. Thứ hai nữa là chúng ta luôn luôn sáng tạo không ngừng, luôn luôn đổi mới, cải tiến để làm thế nào mà hoàn thiện được những cái công nghệ hiện có của chúng ta để tăng cái năng suất lao động cũng như mang lại những cái giá trị lợi ích cho đơn vị của mình. Thứ ba là hãy nuôi dưỡng cái niềm đam mê sáng tạo và dành những kinh phí để cho cái việc sáng tạo. Như nãy giờ chúng ta cũng nghe hai trường đại học vừa rồi thì cũng rất là quan tâm dành về cái kinh phí và có những cái chính sách để mà hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo ở tại trường. Thì do đó thì dành cái phần kinh phí để chúng ta làm thế nào chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm mới để tăng cái năng lực cạnh tranh cũng như là thế mạnh của cái đơn vị mình đối với những cái đơn vị khác. Thứ tư là chúng ta hãy đăng ký xác lập quyền để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ càng sớm càng tốt để chúng ta được pháp luật bảo hộ. Như hồi nãy tôi nói thì theo luật định thì nó không bắt buộc. Nhưng mà chúng ta đăng ký càng sớm càng tốt là để chúng ta được pháp luật bảo vệ. Và cái điều này sẽ giúp tránh được các doanh nghiệp, tránh được cái việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ các đối thủ cạnh tranh của mình. Và cái điều thứ năm thì đó là chúng ta hãy tôn trọng cái quyền sở hữu trí tuệ. Thì điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái rắc rối liên quan đến cái pháp lý sau này. Và cuối cùng thì nếu mà các anh chị có những khó khăn vướng mắc thì một lần nữa thì cũng sẽ liên hệ với Sở Khoa học Công nghệ để chúng tôi sẽ được hỗ trợ các anh chị các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn. Vâng, và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà. Và một lần nữa thì Thu Huế cũng xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia vào buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, và thưa quý vị, qua phần chia sẻ của ba vị khách mời vừa rồi thì có thể thấy là sở hữu trí tuệ là kết quả của quá trình sáng tạo, đầu tư trí tuệ, công sức, tiền bạc của cá nhân, tổ chức.
và hoạt động sáng tạo trí tuệ mong muốn đạt được những lợi ích nhất định bằng việc là bảo hộ tài sản trí tuệ sẽ khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản phẩm, ngành nghề kinh doanh và quản lý tốt vấn đề sở hữu trí tuệ là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp, quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Và đến đây thì thời lượng dành cho buổi tọa đàm với chủ đề Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Thân ái, chào tạm biệt.